Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Breaking News. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn thông tin mới nhất về vụ việc Mỹ bắt và dẫn độ quan chức tình báo Trung Quốc để xét xử về tội làm gián điệp. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mùng 10 tháng 10 mới đây, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo họ đã dẫn độ một quan chức tình báo Trung Quốc bị bắt tại Bỉ sang Mỹ để xét xử và cáo buộc người này phạm tội lấy cắp bí mật thương mại của công ty Mỹ. Đây là trường hợp đầu tiên một quan chức Trung Quốc bị dẫn độ tới Mỹ để xét xử trong lịch sử và đây không phải là vụ án riêng lẻ. Trang tin Đông Phương ngày 11 tháng 10 cho biết đây là quan chức thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc bị nghi ngờ chiêu dụ nhiều chuyên gia của các công ty hàng không và không gian của Mỹ bỏ tiền để họ tới Trung Quốc rồi lấy cắp các, các bí mật thương mại nhằm giúp cho Trung Quốc chế tạo động cơ máy bay. Người này đã bị FBI dụ tới Bỉ rồi bắt hồi tháng 4 năm 2018, vừa mới được dẫn độ sang Mỹ hôm 9 tháng 10 để xét xử. Ông ta bị cáo buộc vi phạm tội, bốn tội làm gián điệp. Bộ Tư pháp Mỹ nói vụ việc này phản ánh Trung Quốc không ngừng tiến hành các hoạt động gián điệp kinh tế đối với Mỹ. Trang Đông Phương cho biết, từ năm 2013 cho đến khi bị bắt tại Mỹ, hồi tháng 4 năm 2018, hứa ngạn quân còn có tên khác là Khuất Huy và Trương Huy đã liên tục chiêu dụ các nhân tài của các công ty hàng không và không gian Mỹ, hứa lấy cớ mời họ sang giảng dạy tại các trường đại học tại Trung Quốc, sau đó phối hợp với các nhân viên tình báo khác của Trung Quốc tìm cách đoạt lấy các bí mật thương nghiệp từ các chuyên gia này. Nhân viên điều tra của Mỹ chỉ rõ mục tiêu của Hướng Ngạn Quân là đoạt lấy bí mật công nghệ sản xuất các phiến cánh quạt bằng vật liệu hợp kim trong cửa lấy gió động cơ tuabin của hãng hàng không CA. Văn bản khởi tố Hướng Ngạn Quân nêu rõ. Một kỹ sư của CIA hồi tháng 2 đã gửi cho Hướng Ngàn Quân một bản báo cáo trong đó hàm chứa tài liệu về bản quyền sở hữu trí tuệ của công ty và thảo luận qua điện thoại với Hướng. Hướng Ngạn Quân đã đánh giá tài liệu rất tốt và yêu cầu đối tác cung cấp thêm các thông tin kỹ thuật cụ thể và mang thêm một máy tính của công ty để sang Gâu Âu gặp nhau. Kết cục, Hướng Ngạn Quân đã bị dân dụ sang Bỉ và bị bắt. Sau khi kháng tố thất bại, Hướng Ngàn Quân đã bị dân độ về Mỹ theo Washington Post, nhà chức trách Mỹ đã xử lý vụ án tại Ohio, nơi có sự sở trị của GA. Hướng ngạn quân bị cáo buộc phạm các tội về âm mưu, tiến hành hoạt động gián điệp kinh tế và lấy các bí mật thương nghiệp. Nếu bị kết luận có tội, hướng ngạn quân có thể phải nhận bức án 25 năm tù giam kèm theo tiền phạt. Ông John Demers, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách cơ quan an ninh quốc gia nói, đây không phải là một vụ việc cá biệt mà là một bộ phận trong chính sách trả giá để phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ông nói, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra các hành vi phạm tội lấy cắp bí mật thương mại của những người khác. Theo ông, hành vi của những người này thể hiện rõ chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc là trả giá bằng việc hy sinh quyền lợi của Mỹ. Ông nói, chúng ta quyết không dung thứ một quốc gia khác lấy cắp thực lực và bản quyền sở hữu trí tuệ của mình. Tờ Washington Post ngày 10 tháng 10 viết, hướng ngạn quân trở thành quan chức đầu tiên của cơ quan tình báo Trung Quốc bị dẫn độ sang Mỹ xét xử. Ông William Pristaff, chủ nhiệm bộ phận phản gián của FBI nói trong một bản tuyên bố rằng đây là vụ gián độ quan chức tình báo của Trung Quốc chưa từng có trong lịch sử, cho thấy chính phủ Trung Quốc trực tiếp giám sát các hoạt động gián điệp kinh tế tại Mỹ. Được biết, hướng ngạn quân bị FBI dụ sang Mỹ để bắt vào hôm 1 tháng 4 năm 2018, khi tới đó với hy vọng lấy được những bí mật thương mại của GA. Quan chức Bộ Tư pháp nói, họ đợi sau khi hứa tới bị dẫn đổ tới Mỹ mới bắt đầu cáo buộc các tội máu ta phạm phải. Sau khi bị dẫn độ tới Mỹ, Hứa Ngạn Quân sẽ bị ra xét xử tại tòa án liên bang tại Cincinnati và sẽ bị ra tòa lần đầu tiên vào giữa tuần này. Theo tờ The Post Times cho biết, Hứa Ngạn Quân là phó phòng thuộc Cục 6 Sở An ninh Quốc gia tỉnh Giang Tô, hoạt động dưới lốt cán bộ của Cơ quan Xúc tiến Khoa học Kỹ thuật tỉnh Giang Tô. Các tài liệu lấy cắp được được chuyển cho các chuyên gia thuộc Đại học Hàng không, Không gian Nam Kinh dưới sự quản lý của Bộ Công nghiệp và Tin học Khóa Trung Quốc. Có 3 công ty Mỹ đã có nhân viên bị hướng ngàn quân tiếp cận và bị thiệt hại. Tuy nhiên, ngoài trừ GA, hai công ty còn lại không được nêu tên. Theo tờ World Street nói, hãng GA đã ra tuyên bố rằng các quan chức tình báo Trung Quốc bị bắt đã khóa chặt một cựu nhân viên của GA trong mấy tháng vừa qua. GA đã phối hợp với FBI điều tra và cho biết vụ việc này không có ảnh hưởng quá lớn tới GA. Ngoài ra, căn cứ tài liệu của tòa án, khi tiếp xúc với nhân viên của GA, Hướng Ngạn Quân đã che giấu thân phận thật của ông ta. Hôm 10 tháng 10 vừa qua, Giám đốc FBI Christopher khi đầu trần trước Ủy ban An ninh Nội điện thuộc Thượng viện Mỹ đã nói trong rất nhiều lĩnh vực, Trung Quốc là mối đe dọa phản gián rộng nhất, phức tạp nhất, thời gian lâu dài nhất mà chúng ta phải đương đầu. So sánh với Nga, ông cho rằng sự đối kháng với Nga là cuộc chiến đấu hiện tại, còn chiến tranh đối với Trung Quốc là cuộc chiến đấu của tương lai. Cũng theo tờ Đông Phương, và hôm 25 tháng 9, một công dân Trung Quốc khác cũng đã bị bắt tại Chicago vì tội hoạt động gián điệp khi trúc. Chính phủ Trung Quốc chiêu mộ 8 nhà khoa học Mỹ và làm việc trong các hãng thầu quốc phòng của Mỹ. Bàn khởi tố của cơ quan công tố nêu rõ, kỹ siêu quần 27 tuổi năm 2013 nhập cảnh vào Mỹ với tư cách là lưu học sinh vào học ngành công trình điện tử tại Chicago. Vào năm 2016, kỳ đã trở thành thành viên lực lượng dự bị lục quân Mỹ thông qua kế hoạch trưng binh nhân tài cấp thiết. Trong bản tự khai, kỳ viết trong 7 năm qua không có bất cứ liên hệ gì với cơ quan chính phủ nước ngoài nào. Trong một lần sát hạch sau đó, ông ta cũng không tiết lộ việc có quan hệ với cơ quan tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, qua điều tra, viên kiểm sát đã báo cáo Bộ kỷ vào năm 2013 đã quen biết với một người đàn ông Trung Quốc. Hai người gặp nhau sau đó nhiều lần ở Trung Quốc. Ban đầu người này tự xưng là giáo sư đại học, nhưng sau đó thì siêu quần biết rõ ông ta thực ra là nhân viên tình báo của Sở An ninh Quốc gia tỉnh Giang Tô. Kỷ đã sử dụng email để gửi cho người này hồ sơ tài liệu về 8 nhà khoa học người Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Hiện Kỷ Siêu Quân đang bị xét xử. Nếu bị kết luận có tội, ông ta sẽ bị nhận mức án 10 năm tù giam. Theo Washington Post, thì giữa Kỷ Siêu Quân và Hướng Ngạn Quân có liên hệ với nhau bởi họ cùng là người của Sở An ninh Quốc gia tỉnh Giang Tô. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những bản tin tiếp theo.